quý vị trong buổi tối ngày hôm nay với một điều nhảy và là điều bướm say. Và quý vị và những ai mà đã từng nhảy ra điều này rồi thì hãy cùng trở về với chiếc sân khấu của chúng tôi để hòa chung với những nhịp đập của bản tin trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta cùng và chúc mừng cho lễ khai trương câu lạc bộ Sotterdam thành sắc của chúng tôi đã thành công tốt đẹp để mừng cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay.